Mặc dù trong thời buổi công nghệ thông tin, việc liên lạc với nhau trở nên vô cùng dễ chơi với điện thoại, email, Facebook, nhưng yêu xa vẫn chưa bao giờ dễ dàng. Cứ nghĩ về việc lúc người chơi đang ốm, người kia chẳng thể ở bên mua cho một hộp cháo hay túi thuốc. Tất cả những gì họ có thể làm chỉ là nhắn vài tin động viên, hỏi han qua màn hình các trang bị điện tử cũng buồn lắm thay. Chính vì thế, rất nhiều cặp đôi đã không thể vượt qua được khoảng cách không gian và cuối cùng là đường ai nấy đi. Tuy nhiên, đôi khi không muốn yêu xa chỉ là cái cớ để chia tay như chàng trai lờ. Hờ, cờ dưới đây là một minh chứng. Anh cho biết, người yêu cũ em chuẩn bị lấy chồng các bác A. Nghĩ mà cay quá, em ở Quảng Ninh, nó ở Hà Nội. Trước thời sinh viên yêu nhau 3 năm, chấm dứt nó chia tay em với lý do không muốn yêu xa, vì muốn được ở gần bố mẹ. Em cũng ốt chấp nhận dù chẳng muốn. Bắn đi một thời gian, nay em nhàn vào Facebook nó xem thấy nó chụp ảnh cưới với một ông trên con Mercedes 150, chết profile của thằng đấy là ở Sài Gòn kèm cách sân khoảng cách không quan trọng, quan trọng là tình cảm đến từ trái tim. Ảnh chụp màn hình. Rõ ràng từng bị người chơi gái đá gì ở xa, thế mà giờ lại thấy cô ấy công khai người thế hệ với các sân tự giả, khoảng cách không quan trọng là tình cảm đến từ trái tim nên anh chàng tức tối lắm. Nghĩ nó cay cú quá các bác A. Em re boy Facebook cả hai này và bay cả hai. Cảm thấy đôi chút hơi buồn chàng trai bức xúc chia sẻ. Ngay sau khi câu chuyện này được đăng tải, không ít dân mạng vào thả rít sân ha ha và đưa ra những lời bình luận trêu chọc. Trời, lại ông còn nghĩ ra trò re boy Facebook nữa. Em không muốn yêu xa. Tôi mà là ông thì tôi không cay đâu, mà cay quá cay ấy chứ. Ha ha, buồn cười quá. Kẻ bị tổn yêu đương lại muốn làm tổn yêu đương người khác. Điểm nhấn ở đây vẫn là con 150. Ông lại chẳng biết gì rồi, Hà Nội đến Quảng Ninh khoảng cách lớn hơn Hà Nội đến Sài Gòn 150. Tôi chia buồn cùng ông. Tưởng một câu chuyện lâm ly bi ai nhưng đọc tới cuối vẫn buồn cười quá. Chủ thớt đúng trẻ con. Song, một số dân mạng lại đưa ra bình luận rất nghiêm túc. Yêu xa thì cũng phải có sở tế chứ, không em nó chán, nó bỏ là đúng rồi. Ủa ít nhất người ta chia tay trong hòa bình rồi chứ chưa cấm người chơi cái sừng nào mà. Hãy trưởng thành lên. Cây là một phần nữa là ông cũng phải trách phiên bản thân ông vì không có Mercedes như người ta. Phấn đấu lái đi thế hệ là cách báo oán tuyệt nhất. Thời gian nhàn thì kiếm tiền mua Mercedes đi. Lại còn bày trò re bo. Trưởng thành lên. Ảnh chụp màn hình. Bên cạnh những bình luận vui nhộn về mối tình của anh chàng L. Hờ. Cơ thì một số người tỏ ra nghi ngờ tính sống động câu chuyện. Dù chẳng rõ ràng thực hư câu chuyện này thế nào, nhưng dân mạng vẫn đang bàn tán rôm rã.